Hello anh em, chào mừng anh em đến với kênh kiếm tiền sau 886. Ở video này mình sẽ hướng dẫn anh em chúng ta à, nhận 200 cái đồng game trên nền tảng là đào Coin. ethereum à, Network. Ok. À, đối với nền tảng này thì hiện tại anh em đang cộng đồng tham gia khá là đông nha anh em. À, và đối với cái token này thì khả năng nó sẽ list sàn vào tháng 4 đến tháng 5 nha anh em. Ok. Rồi, thì khi chúng ta đăng nhập vào cái app ethereum Network này thì nó có cái thông báo như thế này thì chúng ta cứ tắt cái này đi nha. À, từ từ hãy tham gia. À, mình vào cái chương trình Airdrop này ở cái trên kênh Twitter của nó rồi mình tham gia cũng không cần thiết phải đăng nhập trong app nha anh em. Ok. Rồi, ở đây thì anh em nhớ ha, hàng ngày nè, có những cái nhiệm vụ để chúng ta nhận cái token. Anh em nhấn vào đây nhận cho mình nè. Cứ mỗi ngày như vậy ha, anh em vào nhận theo ngày. Tức là ngày đầu, ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư. Hôm nay là mình là ngày thứ 9 rồi nha anh em. Anh em bấm chữ nhận ha. Anh em phải nhận uh, những cái token này để nó cộng dồn vào cái tài khoản chính cái ví của anh em ở đây. Và sau khi mà nó đã cộng dồn ở đây càng cao thì anh em sẽ được lên cấp tốc độ đào khai thác của anh em sẽ càng nhanh và cái thứ hai là khi chúng ta lên cấp rồi anh em thì sau này á nó quy đổi cái tốc kênh ATH nó cũng sẽ nhiều hơn à, đối với những anh em chưa được lên cấp cũng như chưa được nhiều tốc kênh nha và đây là cái lịch sử mình nhận là mình chịu khó lắm anh em một ngày như vậy mình vào nhận rất là nhiều lần ở cái chỗ đào này anh em ở cái búa nè ha à, ví dụ ở đây nè mình vào mình nhận nha anh em đó thì lúc trước á, thì mình thấy thời gian nó là 24 giờ nhưng mà không biết nó cập nhật cái phiên bản mới anh em thì nó lại có cái chỗ là cứ một giờ anh em nó lại ngưng lại ha thì anh em chịu khó vào đây nhận nha thì mình nghĩ chắc có lẽ nó sắp lít sàn rồi anh em cho nên cái lượng token nó bắt buộc chúng ta phải thường xuyên vào để nhận à, là như vậy ha ok thì nói chung cứ chịu khó thôi anh em cứ thời gian đây là nó đếm ngược nè thì chúng ta cứ vào nhận nha ok rồi ở cái bên nhiệm vụ ở đây nè anh em thì hàng ngày nó cũng có những cái nhiệm vụ mà anh em bước sang cái nhiệm vụ nào hoạt động thành công á thì anh em cứ vào đây nhận cái phần thưởng nha thì hiện tại mình đã À, nhận hết rồi cho nên mình chưa có được cái nhiệm vụ mới để nhận ha nhận ở đây nó cũng sẽ tăng được cái tốc độ đào của anh em lên anh em lưu ý nha rồi anh em vào một cái hình đầu người này anh em cứ chia sẻ cái mã mời của anh em để chúng ta được tăng tốc độ đào nha anh em đó đây là cái mã mời của mình ha à, 26 F11 F916 à, 1B ha thì nói chung cái mạng lưới của mình cũng vừa mới đăng ký chính ngày thôi cũng chưa có bao nhiêu Nói chung mong muốn của mình là sẽ tiếp tục cố gắng làm những cái video hướng dẫn anh em cách làm sao để chúng ta kiếm thật nhiều cái token này để biết đâu được anh em. chúng ta đã bỏ lỡ những cái như là Renet, nè, Co, rồi AVV rồi Thì cái đây là cũng là cái cơ hội của chúng ta ha Rồi bây giờ mình sẽ vào mình hướng dẫn anh em cách để chúng ta nhận thêm 200 cái đồng game nha anh em Thật ra 200 cái đồng game này anh em đào cũng khá là lâu á Cho nên anh em lưu ý nha, làm luôn cho mình ha và mình vào cái kênh Twitter chính của cái nền tảng Athena Network này thì cái bài đăng của nó cách đây một ngày trước nè anh em có thể dịch ra ha thì chương trình này anh em chiến dịch chia sẻ kiếm nhận 200 phần thưởng game này yêu cầu nè theo dõi Athena Network trên X và trích dẫn bài viết trên game và điền vào form là chúng ta sẽ nhận thưởng nha anh em khá là dễ thôi nó thời gian nó bắt đầu vào ngày 9 tháng 1 và nó sẽ kết thúc vào ngày 12 tháng 1 nha anh em còn ngày cuối ha ngày mai là ngày cuối cùng rồi Phần thưởng 200 game mỗi người tham gia Và ngày phân phối sẽ là ngày 15 Năm 2024 nha nè. Anh em thì mình thấy cái kèo này khả năng lít sàn cực kỳ lớn đó. Anh em lưu ý ha Làm luôn nha Ok bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em cách làm luôn nha Và bây giờ mình sẽ vào cái form của nó để mình điền những cái thông tin nha anh em Rồi ở đây là cái form để chúng ta điền nè à, Anh em nhớ lưu ý nha Điền phải chính xác Tại vì cái form này là nó Đánh dấu cái tên tuổi của anh em à, Trên cái Twitter nè Rồi cái Uh, Gmail mà chúng ta đã đăng ký với cái tài khoản đầu Athena Network này anh em điền phải chính xác nha rồi ở đây thì nó yêu cầu điền form nè ha Ok khá là đơn giản thôi à, bây giờ để mà làm thì anh em nhớ ha vào cái bài đăng của đó này đây uh, liên kết bài đăng ở game ha đó anh em nhấn vào này anh em nhấn vào cái mũi tên ở đây nha anh em để chúng ta tham gia nha khá là đơn giản thôi anh em đó rồi cái này thì nếu như anh em không có vào cái này được anh em sao chép cái đường, link ở đây nè anh em chép ha Hoặc anh em mở bằng ít tơ cũng được nè đó anh em nhấn mở lên thì nó ra như thế này thì chúng ta kéo xuống dưới nè đó chúng ta thả tim nè sau đó chúng ta trích dẫn lại cái bài đăng nha và đặc biệt anh em phải theo dõi cái kênh twitter của nó trước nha anh em phải theo dõi nó nha còn nếu anh em chưa theo dõi thì anh em phải theo dõi nó đây mình đang theo dõi nó rồi nè cho nên mình không cần phải theo dõi lại nha anh em nhấn theo dõi sau đó anh em kích vào cái bài đăng ở cái trang đầu của nó nè rồi anh em kéo xuống dưới ha anh em thả trái tim một cái nè anh em nhấn vào hình hai cái mũi tên song song nè anh em nhấn vào anh em nhấn vào cái chữ đăng lại ở đây nha nếu yêu cầu gì thì mình cứ làm đó thôi anh em rồi sau khi mà đăng lại rồi mình sẽ trở ra nó yêu cầu gì nữa nha anh em rồi nó có ba yêu cầu khá là đơn giản thôi tức là anh em chỉ cần nè à, điền cái tài khoản Twitter của anh em Twitter ha địa chỉ email mà đăng ký để đào khai thác Athena Network cái này làm khá là nhanh này rồi chúng ta liên kết lại cái trích dẫn bài đăng của chúng ta trên kênh Twitter của chúng ta khá là đơn giản ha. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em từng bước nha. Ở cái trang ít đó anh em cứ trở ra cái trang cá nhân của anh em nha. Anh em nhấn vào này hồ sơ này. Đó anh em sẽ thấy cái tên của anh em ở đây. Thì anh em cứ nhập vào cái chỗ mà điền hồ sơ của nó ha. Rồi anh em kéo xuống nha. Thì mình sẽ nhập ha. A còng này. Rồi kiếm tiền ha. Thì mình tên mình sau thì mình cứ ghi vậy nha anh em. Kiếm tiền 6886. Ok. Rồi, anh em kéo xuống nhập cái email mà anh em đã đăng ký khai thác cái nền tảng Athena Network. Rồi, anh em trở vào cái tài khoản đầu nha anh em. À, anh em nhấn vào cái hình avatar này, đó anh em sẽ thấy cái mail của anh em ở đây ha. Lưu ý ha, phải chính xác nha anh em để chúng ta có thể là cung cấp cho người ta cho chính xác. Và chính xác rồi thì anh em nhập cái cuối cùng này là câu trả lời cái chỗ mà đường link chúng ta trích bài đăng của cái nền tảng này ha thì mình sẽ vào cái Twitter của mình Vào kênh uh, Twitter chính thì anh em sẽ thấy bài đăng ở đây Rồi anh em nhấn vào cái hình uh, chia sẻ đây nè Anh em nhấn vào nha Đó rồi anh em sao chép cái đường liên kết nè Anh em nhấn vào sau chép Rồi sau đó chúng ta trở ra Chúng ta dán cái đường link vào ha Dán vào khá là đơn giản anh em Rồi à, thì họ sẽ kiểm tra thông tin của chúng ta Bấm chữ gửi nha Ok thì nó đã thông báo câu trả lời đã được ghi lại ha Và mình đã làm thành công và sẽ nhận 200 game Nó sẽ phân phối vào ngày 15 nha anh em rồi mình sẽ trở ra cái nền tảng đào coi Athena à, network ha anh em đã làm xong cái chương trình Adarop rồi thì nó sẽ phân phối cho anh em nó sẽ trả vào cái ví chính ở đây và sau khi chúng ta nhận được ở đây anh em thì uh, thứ nhất đó, chúng ta sẽ được nhận thêm cái đồng game thứ hai tốc độ đào được tăng lên thứ ba hoặc cái cấp level của chúng ta nó cũng sẽ được tăng lên thì lúc đó chúng ta đào nó sẽ nhanh hơn ở đây anh em cũng thấy rồi ha thì tốc độ đào của mình nè anh em cũng thấy ha thì uh, nó sẽ có 1.4 uh, cái tốc độ khai thác cơ bản nè và cái bot của mình à, hiện tại à, hệ số booster anh em là 102 và để tăng cái hệ số booster này có rất là nhiều cách nhưng mà cái cách quan trọng nhất là chúng ta nhớ thường xuyên vào đây nhận và khai thác mỗi ngày cách số 2 là chúng ta phải có thật nhiều token game để chúng ta à, cái đồng game anh em để chúng ta mới được tăng cái bot này lên và cái số 3 là anh em mời bạn bè nha anh em và cái thứ tư anh em có thể vào quần quay may mắn ở đây nè ví dụ anh em vào cái chỗ là à, lịch sử ha hay là giải thưởng là anh em sẽ thấy được nè Ví dụ như chúng ta quay được trúng cái bot trăm nè, ví dụ bot 10%, bot 50, bot 100, bot ít 100 game, ví dụ như vậy ha. Thì có rất nhiều bot ở đây nhưng mà mình đã quay thử anh em, mình đã quay thử rồi lịch sử của mình này Toàn là chúc bạn may mắn thôi, mình đã quay thử 3 lần này Đó. Thì nói chung anh em cứ đăng nhập liên tục trong vòng 7 ngày anh em sẽ nhận được ba cái test kịch này. Test kịch này thì anh em cứ quay thôi. Thứ nhất chúng ta sẽ nhận được đồng game, thứ hai chúng ta sẽ may mắn lần sau, thứ ba chúng ta nhận được cái bot. Đó, cứ như vậy ha. Thì nói chung chịu khó thôi anh em, cứ đăng nhập mỗi ngày để chúng ta nhận được ha, ok về cộng đồng này thì cái uh, nguồn cung và cái phân bổ token ATH anh em uh, phân phối này thì nó sẽ tính theo cái hàng tháng nha anh em, thì uh, chắc chắn rồi thì cuối tháng này mình sẽ ra một cái video mình sẽ cộng tính toán cho anh em xem là ví dụ như chúng ta có bao nhiêu cái đồng game uh, mình trừ đi cái cái lượng phân phối ở đây nè rồi tổng số người đang khai thác ha và tổng số người dùng thì hiện tại online như thế nào ha, mình sẽ trừ uh, nhân chia cho anh em xem. À, cái này nó trả có đúng hay không nha đúng theo cái dự kiến của nó hay không thì anh em sẽ biết ha và mình đợi cuối tháng mình sẽ ra một cái video về cái nền tảng này cho anh em. thì nói chung đối với nền tảng này thì từ cái lộ trình cái phương pháp khai thác cũng như là những cái thông tin về nó thì mình đã tìm hiểu khá là kỹ anh em cứ yên tâm và nên tham gia cái kèo này. đây là một cái kèo cực kỳ tiềm năng nó sẽ không thua gì con avv con co đâu anh em hoặc là ryanet đâu cho nên anh em lưu ý nha đây là một kèo cực kỳ hot đó à, hiện tại thì cộng đồng đăng ký cũng khá là đông anh em đào khá là đông á thì mình cũng đã có mời một số bạn bè của mình cùng đào nói chung không có bao nhiêu nhưng mà đây là cũng cái khuyến khích dành cho những anh em của mình thích đào thì có thể tham gia đào coi ok nha sau đây mình random nha anh em những cái video này ít lượt xem quá anh em à mình thấy khá là ít lượt xem ha thì nói chung trên trăm thì mình còn random chứ còn dưới thì chắc có lẽ mình sẽ không đâu anh em mình không random đâu ha hôm qua mình có random cái video này rồi thì hôm nay mình sẽ random cái video 114 này ha thì nói chung cũng khá là ít anh em xem video của mình ha chắc có lẽ là mất đề xuất á 25 lượt comment hợp lệ nha anh em, ok là mình xin chúc mừng là nuôi con ca liên hệ mình qua Tara mình thử nha.